Hello, chào bà con, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Ô la la. Rồi, xin lỗi bà con nhiều. Mấy hôm nay ra video clip hơi trễ nha, hơi chậm nha. Ngày ra có một clip bà. Cũng xin lỗi bà con nhiều. Nhưng mà bà con biết sao không? Đó, có mấy bạn dưới quê nó lên, nó rủ nhậu. Đó, mà cái tánh tôi á, thì ai rủ là khó chối từ. Đó, mà ăn nhậu của tôi thì đặt lên hàng đầu nữa. Nên nhậu suốt 3-4 ngày nay. Đó, ra clip cũng hơi trễ nha. Xin lỗi bà con nha. Đó, mà bây giờ trước khi vô cái vấn đề mà tin nóng, tin hot trong ngày hôm nay đó, kể cho bà con nghe câu chuyện. Đó, hôm qua đây chứ đâu, tối qua ngồi nhậu nhàng bạn, tự nhiên cái mình thấy vợ của ông bạn cái mình hết muốn có vợ luôn. Trời ơi, nó mệt về sáng tác bài hát tặng cho vợ của ông bạn nha. À, không biết là nó có coi được clip này không. Vợ bạn tôi hát tiền mà thấy gớm, đưa 500 cứ tưởng 10 ngàn, mà tiền đô thì nó không ham, nó rất vui khi thấy tiền Việt Nam. Vợ bạn tôi quýnh bài mà tư sắc, công an vô hút mẹ về đâu, mà nó cười như một bông hoa, 2-3 hôm chắc sẽ được tha. Chồng nó lên bảo lãnh. Vợ bạn tôi vợ bạn tôi chỉ còn mà cái nụ, không có răng thích gặm mà thịt bò, thịt bò dai ai cũng mà chê bai, nhưng nó chơi nuốt trọng không cần nhai. Vợ bạn tôi ăn nhậu là quê nhất, chưa lên bia là hết mẹ nó bịt môi, còn tiền nóc là dễ gì nó đưa ra, sao nó chơi cái kiểu mà làm cha. Chưa lên bia là hết mẹ bịt mồi rồi đó bà con. À, tôi không biết sao tôi thấy từ khi tôi về tôi không dám có vợ luôn. Hết muốn có vợ đó, là vợ của một bạn nha. Đó, mà mình hy vọng là nó đừng có xem được cái clip này, mà không nó chửi mai mốt qua nhà nó quăng ánh mắt hình viên đạn nữa, khó chịu lắm bà con. Đó. Rồi, đó là giải trí thôi nha. Đó, như thường lệ là mỗi cái video clip là mình đề ba vô là mình nói chuyện vui vui ha. Đó, để mà xua tan những cái phiền muộn cũng như những cái căng thẳng của cái drama ngày hôm nay nha quý vị. Đó. Cái vụ việc này thì càng ngày càng căng rồi. Đó, thì mới đây nhất thì bà Phương Hằng đó quý vị, bà Phương Hằng thì bà cũng đã đăng trên cái tường của bà là ngày mai bà sẽ giao lưu. Đó, ngày mai là bà giao lưu với lại ba mẹ của Diễm My. Đó, Diễm My là bà con cũng cũng nhớ là Diễm My này là cô gái mà bỏ nhà đi lên trên cái thiền am bên bờ vũ trụ mà ở tu trên đó đó quý vị. Đó, cũng rần rần ở trên mạng xã hội một thời gian rồi chứ không phải là ít đâu bà con ha. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ tự nhiên lại là cái vụ việc thiền am bên bờ vũ trụ nó lại được làm nóng lại đó, làm nóng lại ngay cái thời điểm này. Đó, và cái sự thật ở đằng sau đó là gì, nó có những cái dây mơ rễ má gì với nhau hay không, là bây giờ mình phải cùng nhau mình phân tích và mình chia sẻ, đúng không quý vị? Đó, thì đầu tiên thì mọi người cứ nghĩ rằng đó, hai cái vụ này nó đâu có liên quan, đúng không, đâu có liên quan nhau. Đó, cái vụ thiền am bên bờ vũ trụ là cái vụ đó lâu rồi và bây giờ nó lắng xuống rồi. Còn cái vụ này là vụ bà Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên thì nó cũng không dính líu, nhưng mà thực ra nó có dính líu đó bà con, có đó nha. Thì bây giờ mình đi vào mình phân tích cái câu chuyện này. Thì như chúng ta đã biết thì ba mẹ của Diễm My là cầu cứu bà Phương Hằng nha. Đó, cầu cứu bà Phương Hằng, nhờ bà Phương Hằng giúp đỡ. Đó, và bà Phương Hằng bà có nói rằng đó, trong ngày mai nè đó, bà có đăng lên cái kênh YouTube của bà này: quý vị thân mến, cha mẹ của Diễm My trong vụ án thiền am bên bờ vũ trụ đã tìm đến cung cấp thông tin cho tôi, vì họ đã đi tìm con trong tuyệt vọng và họ đã cầu cứu tôi. Đó, bà Phương Hằng bà nói như thế. Phải chăng là định mệnh? Đó, đây phải chăng là định mệnh? Chắc là định mệnh rồi. Đó, tôi sẽ live stream vào lúc 17 giờ ngày mai, 17 giờ ngày Chủ nhật chứ, Chủ nhật ngày 24, để chia sẻ về việc này. Đó. Và bà Phương Hằng có chia sẻ thêm là gì? Đây là một vụ án nhức nhối chưa đi đến hồi kết. Và để rộng đường dư luận về những sự thật đúng sai, tôi sẽ minh chứng lại cho quý vị vào lúc 17 giờ Chủ nhật.
cùng với cha mẹ của em Diễm My để nói về những góc khuất đen tối, mong muốn tìm lại con mình và mong công an sớm vào cuộc. Đó, quý vị hãy đón xem người trong cuộc nói gì về cái vụ thiền am bên bờ vực thẳm với sự góp mặt của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim và cha mẹ em Diễm My Nguyễn Phương Hằng. Đó, bà Phương Hằng bà có đăng ở trên cái trang kênh YouTube chính chủ của bà là như thế. À, và bây giờ chúng ta sẽ phân tích tại sao ba mẹ của Diễm My lại chạy đến cầu cứu bà Phương Hằng trong lúc này. À, đó, có đó quý vị, có đó quý vị. Đầu tiên thì tôi xin nhắc lại cho quý vị nhớ hệ thống lại câu chuyện. Thì những ngày gần đây là bà Phương Hằng bà có công kích và bà có gọi là sẵn sàng ra mặt nghênh chiến một cái nhân vật gọi là Color Màu. À, anh đầu trọc Color Màu này đây. Đó. Thì anh đầu trọc Color Màu mà 7 màu này đó là ảnh là giám đốc một công ty truyền thông. Đó. Và chính cái công ty này nó đã đẩy năm cái chú tiểu đã lên thành quán quân của Thách Thức Danh Hài. Đó, sau đó thì này nọ các kiểu thì quý vị cũng biết rồi ha. Cũng biết rồi. Thì bây giờ á bà Phương Hằng bà mới vạch mặt cái anh này ra trong vấn đề ăn chặn từ thiện. Thì trước đây là rất là nhiều người, trong đó có Nguyễn Xin này, đó, rồi cũng có rất là nhiều người gọi là vạch mặt cái thiền am bên bờ vũ trụ này rồi. Người ta nói rằng đây không phải là một cái tịnh thất, đây không phải là một cái chùa, đó, không có giáo hội Phật giáo này công nhận. Đó, chỉ là này nọ các kiểu và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo đó. Và ngay cả Nguyễn Xin cũng đưa ra những cái giấy khai sinh đó, họ là cha con với nhau đó. Và thậm chí Nguyễn Xin nói rằng hãy đi xét nghiệm ADN bao nhiêu tiền thì Nguyễn Xin trả đó, kiểu gì đó. Thì cái này thì cũng đã nóng trong dư luận một thời gian dài rồi đó. Và lúc đó thì cái công ty giải trí này thì cũng có liên quan là tại vì đưa thông tin lên hoặc là nói là chú tiểu và sư thầy đồ các kiểu Hoàng Nguyên Nhất Nguyên rồi đó. Đó thì đưa lên là đồn thổi quá mức ở trên mạng xã hội, nó làm cho là nó đưa lên tặng Mai Xanh, rồi rất là nhiều mạnh thường quân cũng đã giúp đỡ cho cái tỉnh Thất Bồng Lai này đó. Thì đó là liên quan đến vấn đề của anh Color Màu đầu trọc. À, thì những ngày gần đây bà Phương Hằng lại công kích với cái anh Color Màu này đó, anh Color Màu đầu trọc này. Và anh Color Màu này đầu trọc này á thì ảnh đã bắt đầu là ảnh đã làm cho cái câu chuyện tỉnh Thất Bồng Lai nó nóng lại đó. Tại vì họ nghĩ tới anh này thì họ sẽ nghĩ tới cái câu chuyện kia, mà trong khi câu chuyện tỉnh Thất Bồng Lai á nó đã nóng một thời gian nhưng mà nó lại chưa đi đến hồi kết. À, chưa đi đến hồi kết, nó chưa có rõ ràng đó, gọi là chưa có hạ hồi phân giải, nó vẫn còn đang cái vòng lẩn quẩn đó. Thì câu chuyện nó chìm xuống, thì lại đúng cái thời điểm này thì cái câu chuyện nó lại được khơi lại thông qua cái drama giữa bà Phương Hằng và cái anh đầu trọc này. À, thì người ta nhắc tới cái anh đầu trọc này á, thì người ta sẽ lại nhớ ngay tới cái vấn đề tỉnh Thất Bồng Lai, mặc dù bây giờ đã đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ. Thì cái câu chuyện ở trong cái tỉnh Thất Bồng Lai á, thì cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh thì sẽ làm rõ, đúng không, thì sẽ làm rõ thôi. Nhưng mà tại vì bây giờ cái sức nóng của cái drama này nó quá nóng đi cho nên ba mẹ của Diễm My đã tìm đến bà Nguyễn Phương Hằng trong lúc này. Tại vì lúc này là gì? Lúc này là cái lúc dư luận đang quan tâm. Đó, dư luận đang đổ xô vào bà Nguyễn Phương Hằng với những phát ngôn và với những cái việc của bà làm. Đó, cho nên ba mẹ của Diễm My muốn nhờ bà Phương Hằng để mà giải quyết rốt ráo cái vấn đề con gái của họ trong vấn đề liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai. Đó, và hôm nay là đổi tên là thiền am bên bờ vũ trụ. Đó, thì kính thưa quý vị, tỉnh Thất Bồng Lai thì trước đây là đã là cái nơi gọi là chất chứa. Đó, là cái nơi mà gọi là nhận Diễm My, nhận Diễm My này vô tu. Đó, nhưng mà sau một thời gian thì ba mẹ của Diễm My phát hiện đây là không phải là một cái chỗ tu gì đó, cho nên họ quyết định họ lên họ bắt con về và cuối cùng gây ra những cái vụ ẩu đả bà lằng ở hồi năm ngoái năm kia đó, 2-3 năm rồi đó. Và ngay cả công an tỉnh Long An đồ này nọ người ta cũng làm tất cả mọi thứ để họ bắt Diễm My về với nhà cô này, rồi nói chung là cũng loạn trên cái mạng xã hội thời gian vừa qua đó. Thì cái vấn đề ở đây á, Sơn Sàm không có đưa ra cái bình luận chính thức đó, thấy không. Sơn Sàm không đưa ra bình luận chính thức là ai đúng ai sai đó, tỉnh Thất Bồng Lai hay là thiền am gì đó. À, nếu như là nó có cái bí mật hay khuất tắc gì đó thì chúng ta phải chờ đợi cái cơ quan điều tra, cơ quan công an người ta vào người ta xác minh làm rõ, đúng không.
Và cái cô gái Diễm My này thì cũng đã nhiều lần là tố cáo cha mẹ mình, nói xấu cha mẹ mình để mà được đến cái chỗ này tu. Thì còn mà cha mẹ Diễm My lại là nói khác. Nhưng mà theo quan điểm của mọi người đó thì gì, không có mà cha mẹ nào mà không ai không thương con cả, đúng không? Gọi là hổ dữ thì ai ăn thịt con đó. Cha mẹ của Diễm My làm tất cả mọi thứ là họ muốn níu kéo lại cái đứa con gái của mình á, để con gái của mình nó không có bị u mê này nọ và nó trở thành một con người bình thường đó. Cho nên họ làm tất cả mọi thứ chứ không phải là ác độc. Theo tôi nghĩ là không có ác độc như lời của Diễm My nói đó. Mà cái câu chuyện này thì nó cũng lùm xùm một thời gian, nhưng mà tự nhiên thời gian gần đây tôi nghe nó chìm nghiễm đó, nó chìm nghiễm. Thì bây giờ tôi nghĩ đây cũng là một cái cơ hội mà để ba mẹ của Diễm My đó, thông qua bà Phương Hằng để mà nói lên cái tiếng lòng của mình đó, nói lên cái người trong cuộc ở đó là sao đó, họ là cái nội dung sự việc ở trong đó nó như thế nào đó, và cái tỉnh thất bồng lai là gì đó, và sau này cái tỉnh thất bồng lai nó lại liên quan gì đến cái anh color màu đầu trọc này nữa đó. Thì cái này là cũng là một cái đường dây nó có liên quan hết quý vị đó. Thì như chúng ta đã biết thì cái nhóm năm chú tiểu đó thì do cái công ty của anh color màu này đưa lên đó, đưa lên và làm tất cả mọi thứ và được giải quán quân Thách Thức Danh Hài đó. Sau đó thì cũng tạo một cái kênh YouTube là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đó, bây giờ thì cũng mấy triệu người đăng ký đó, follow đó. Và cái kênh này cũng là do cái công ty mà của anh color màu đầu trọc này là anh làm network luôn đó, anh nhận anh bảo trợ luôn đó, anh có thể tạo kênh này ra luôn đó quý vị đó. Và hiện tại là đang nằm trong sự cái kênh Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ này cũng đang nằm trong sự quản lý của cái công ty của anh đầu trọc này đó, thì nó cũng có liên quan hết. Và tôi nghĩ rằng đó, ba mẹ của Diễm My tìm đến bà Phương Hằng lúc này thì cái lúc nóng nhất, cái lúc này là lúc để cho mọi người đổ dồn sự chú ý vào đây, và cơ quan chức năng người ta cũng sẽ dõi theo và họ sẽ nghe thấy cái vấn đề là cái nỗi uất ức của ba mẹ Diễm My, và người trong cuộc họ sẽ nói lên những cái vấn đề mà còn mờ ám ở trong cái tỉnh thất bồng lai mà nay là đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đúng không? Thì khi mà dư luận nó đặt quan tâm vô và bắt đầu là nó nóng lên thì bắt buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Và tôi nghĩ là cơ quan chức năng nên vào cuộc để cái gì, để làm sáng tỏ cái việc Thịnh Tất Bồng Lai, để mà trả lại cái sự thanh minh, trả lại một sự trong sạch cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là tín ngưỡng đó quý vị đó. Thì đôi lúc mà có người đồn ra đoán vào, người nói là ở trong cái đó là cái chùa tu thờ Phật này nọ, nhưng mà làm những chuyện tầm bậy tầm bạ. Nếu mà thực sự có việc đó thì chúng ta phải chấn chỉnh, chứ không là để ảnh hưởng đến cái hình ảnh của Phật giáo, đúng không? Phật giáo là một cái tín ngưỡng rất là lớn của nước ta, đúng không? Thì nếu mà không có gì phải điều tra ra đó, không có gì tu gì đó, nếu mà tu chân chính này nọ thì tiếp tục chúng ta để cho những người đó tu hoặc là nuôi nấng những cái em bé, nó là một cái hành động rất ok. Còn mà trong đó có gì mờ ám thì phải làm cho rõ ràng. Và đây tôi nghĩ là một cái cuộc thanh lọc, thì sẵn cái vụ này đang có một cuộc thanh lọc này, thì bây giờ cái gì mà nó râu ria nó dính vào thì bắt buộc là phải quét đi luôn có nghĩa là phải quét đi luôn đó quý vị đó, quét cho nó sạch luôn một lần đó quý vị đó. Và cái vụ này thì tôi nghĩ là cũng nên làm, tại vì 2-3 năm rồi nó tính ra là vẫn chưa có một cái kết quả cuối cùng đó. Tại vì lúc trước thì này nọ cũng rất là nhiều người lên tiếng, cũng có những cái hội group anti fan vạch mặt Lê Tùng Vân rồi những cái này cái kia, những cái gọi là cái xấu cái xa trong đó, cũng có nhóm này nhóm kia nhưng mà hiện tại vẫn chưa có cái kết luận chính thức của cơ quan công an đó. Cho nên sẵn cái vụ này bà Phương Hằng bả làm là giờ tôi nghĩ là làm cho nó nóng luôn đó, làm cho làm một lần luôn đó quý vị. Và bà Phương Hằng muốn khẳng định một điều nữa là nó có hay không vấn đề liên quan đến cái anh đầu trọc này nữa. Anh đầu trọc này là đã đưa thông tin không kiểm chứng đó quý vị, đã đưa nguyên cái nhóm chú tiểu này lên, và hồi xưa nói là chú tiểu là thầy đồ này nọ, mà trong khi khi mà mọi người về đó tìm hiểu thì không phải là cái chùa, chỉ là một cái tỉnh thất tự gia thôi, cho nên không thể nào gọi là chú tiểu được nha, cũng không thể nào gọi là thầy được nha, đó chỉ là những cư sĩ thôi, họ chỉ là những cư sĩ thôi đó. Và cái truyền thông mà đẩy lên quá thì nó cũng là một cái lỗi của truyền thông đó, cho nên cái câu chuyện này nó lòng vòng nó nhiều lắm, nó nhiều cái vấn đề trong này cần giải quyết lắm. Cho nên bà Phương Hằng bà cũng đã rất là sốt sắng trong việc này, để mà đưa hết tất cả mọi thứ đưa ra, và hơn nữa là cái lời cầu cứu từ phía ba mẹ của Diễm My, đúng không? Và trước đây thì ngay cả cái báo Việt Nam Net là một cái đài mà gọi là một cái đài chính thống của nhà nước cũng đã lên tiếng về cái tỉnh thất bồng lai này rồi, đúng không? Và chúng ta nghe thử là báo chí nói gì về cái tỉnh thất bồng lai, xin mời tất cả quý vị xem qua clip.
sự thật về tịch thất Bồng Lai, nơi có năm chú tiểu nổi tiếng. Đã có kết quả điều tra về cơ sở tịch thất Bồng Lai, nơi có năm chú tiểu thi thách thức danh hài. Chính quyền và công an tỉnh Long An đã xác định chủ hộ gia đình tự gắn tên gọi là tịch thất Bồng Lai hay tên mới là Thiên Nam bên bờ vũ trụ là bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thực tế, chủ trì mọi hoạt động của tịnh thất Bồng Lai nói trên là ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, quê tại An Giang, ngụ tại quận 6, tự phong là Hòa Thượng Thích Tâm Đức hay là Thầy Ông Nội. Năm 1990, ông Vân tự lập ra trại dưỡng lão, Cô Nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, tự phong là giám đốc. Nơi này có hàng chục người lưu trú, được giới thiệu là trẻ mồ côi, người già nơi cơ nhỡ. Giai đoạn đó, báo chí đã có những điều tra về cơ sở Thánh Đức, về những sai phạm, cụ thể là không đăng ký tạm trú, có dấu hiệu trục lợi từ hoạt động từ thiện. Cuối tháng 7 năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã có quyết định chấm dứt hoạt động của trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức. Mãi đến năm 2015, ông Vân về ở hộ bà Cúc tại ấp Lập Thành và từ đó gắn liền với cái tên tịnh thất Bồng Lai. Có thể nói, hình thức tịnh thất Bồng Lai này không khác gì so với trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức trước đây. Công an tỉnh Long An phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan khác đã xác minh tịnh thất Bồng Lai hay Thiên Nam bên bờ vũ trụ là tụ điểm lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ hoạt động từ thiện, không phải là tư viện hợp pháp. Cụ thể, tại hộ bà Cạo Thị Cúc có căn thờ Phật như một chánh điện của tư viện Phật giáo. Họ tổ chức sinh hoạt như một tư viện, mặc áo, xuống tóc, tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hòa thượng. Họ làm nhiều clip đăng tải trên mạng, tự nhận là chùa, tịnh thất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chính vì tịnh thất Bồng Lai tự nhận và được nhiều kênh mạng xã hội, các game show truyền hình quảng bá là nuôi dưỡng trẻ mồ côi nên tạo ra sự nhầm lẫn của rất nhiều người trong cộng đồng. Đến nay, cơ quan chức năng Long An đã đủ cơ sở xác định những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn là có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải là mồ côi, không nơi nương tựa. Chính quyền tỉnh Long An và huyện Đức Hòa đang tiếp tục xác minh, làm rõ thêm nhiều vấn đề. Vietnamnet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong những bản tin tiếp theo. Rồi, đó chính là cái tổng quan, đó là những cái tổng quan mà báo chí cũng như là cơ quan nhà nước người ta đánh giá, nhìn nhận và cũng đã đưa tin trên thời sự rồi. Đó, về cái tỉnh thất Bồng Lai, nay đã đổi tên thành là Thiền Am bên bờ vũ trụ. thì cái việc này nó đang nóng lên rồi quý vị, đó, nó đang rất là nóng lên rồi quý vị. Đó, và tôi nghĩ là ngày mốt sẽ là một cái live stream mà gọi là, rất là nhiều người theo dõi. Họ theo dõi đây cũng là một phần khán giả của bà Nguyễn Phương Hằng, cũng là một phần khán giả của cái vụ án mà tỉnh thất Bồng Lai hồi xưa. Đó, người ta đang rất là tò mò, người ta đang muốn xem thử là người trong cuộc người ta nói cái gì, ba mẹ Diễm My sẽ nói gì và ở trong đó có phước tắc gì. Đó, cho nên tôi nghĩ cái livestream của bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 24 sẽ là một cái livestream rất là ok. Đó, rất là đông đó quý vị, rất là nhiều người hóng. Rồi, cuối chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục Vì Cuộc Sống Ấm No. Rồi, chương trình bán hàng bắt đầu. Em thì ngày nào cũng phải bán quý vị, sẽ cố gắng cập nhật thông tin cho tất cả quý vị. Và cuối video clip thì em kèm là em bán hàng. Đây là hàng của em nha quý vị. Đây là hàng Nhật, chất lượng Nhật, tất cả là hàng Nhật, hàng của Sơn Sàm, của gia đình Sơn Sàm. Và đây là kênh YouTube của em không có quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha. Em bán đó, hàng của em chịu trách nhiệm về chất lượng. Nếu chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả ngược lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Số điện thoại này là của em, gọi là gặp em nha. Đó, hàng của em. Ok, các anh chị nào có Zalo thì vào đây tham khảo, còn các anh chị nào ở nước ngoài, thì chúng ta có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Viber nha. Viber cũng cái số này luôn. Rồi Sơn Sàm nhận giao hàng toàn thế giới luôn, nước nào cũng giao nha quý vị. Rồi, ok, kính thưa quý vị, thì mỗi livestream thì Sơn Sàm cũng giới thiệu một vài sản phẩm để cho bà con mình tham khảo. Đó, sản phẩm thứ nhất là hai cái sản phẩm làm đẹp đây, làm đẹp dành cho các anh chị nam nữ BD nha. Đó, ai cũng làm đẹp được hết quý vị. Đây, rồi. Cái này là gì? Collagen BH, bà con thấy không? Collagen BH. Đó, chữ B với chữ H này. Đây là một cái thương hiệu rất nổi tiếng từ Nhật Bản nha. Đó, collagen BH là nổi tiếng rồi. Thì collagen là gì? Đó, khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi á thì cái collagen trong cái da mặt mình á, nó sẽ bị giảm sút, nó bào mòn và da mặt mình nó nhăn nheo, nó chảy xệ. Đó, nó xấu, da mặt mình nó nhăn, nó xấu lắm. Thì mình uống cái này nó sẽ bổ sung collagen, nó làm da mặt mình căng lên, trắng hồng rạng rỡ nè. Đó, cái tinh thần, cái thần thái mình nó cải thiện nè, da nó hồng như da em bé, nó mịn màng nha, càng uống càng đẹp. Thì ở đây có hai loại, cái loại này á, cái loại trắng này nè là cái loại dạng viên. Đó, dạng viên. Còn cái loại màu đỏ này á là dạng bột. Đó, dạng bột và dạng viên nha. Thì cái dạng viên này ở trong này nó có 120 viên.
120 viên mình chia làm 60 ngày ha, mỗi ngày uống 2 viên nha, là một hộp này uống được 2 tháng nè quý vị, 2 tháng nha. Đó, một ngày uống 2 viên thì cái này là 2 triệu mốt 50 nha. Đó, 2 tháng nè, collagen này, viên nè. Rồi, cái loại bột này nè, cái loại bột này thì một hộp này thì mình uống được khoảng gần tháng thôi. Ở trong này nó có 30 gói. Đó, 30 gói, mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 gói thôi ha. Đó, thì mình lấy cái gói này ra mình pha với nước ấm nè, nước trái cây nè, nước chanh nè, sữa tươi nè, đó mình pha mình uống ha. Rồi nó cũng làm da mình rất là đẹp luôn. Thì một hộp này 30 gói là em bán 900 ngàn, mà anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp này á là em giảm giá còn 850 một hộp thôi ha. Đó, cái này là dạng bột. Rồi tiếp theo sẽ là cái sản phẩm hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây quý vị, hoạt huyết dưỡng não Yonosi đây là siêu phẩm rồi, hàng cao cấp. Các anh chị cô bác trung niên, những người lớn tuổi nha. Đó, khi nào mà cảm thấy bị tê tai, tê chân, hoa mắt, chóng mặt, đó, thiếu máu não, gọi là gì, oxy nó không lên não được, nó gây ra tình trạng thiếu máu não, thì cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi này nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não nè, đó, và nó chống được những cái chứng rối loạn tiền đình cũng như là mất trí nhớ nè. Đó, nó không còn tê tai, tê chân và không có hoa mắt, chóng mặt nữa, cái này là thiếu máu não nha. Rồi, 300 viên hoạt huyết dưỡng não Yonosi, 300 viên em bán 3,5 triệu nha. 300 viên một hộp này em bán 3,5 triệu. Rồi, 3,5 triệu. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu dầu nóng xoa bóp Yoko. Đây, dầu nóng xoa bóp nha, đi ruộng, đi rẫy, chơi thể thao hay các kiểu nè, đó mình xoa vào nó nóng, nó đã lắm, nóng lâu lắm quý vị. Rồi dầu nóng xoa bóp 290 nha, 290 ngàn. Rồi tiếp theo là cái dầu cá nè, đó cái dầu cá omega 3 này, sáng mắt này các kiểu. Rồi cái này là bán 950 luôn nha, 950. Rồi cái tiêu chảy Serogan của Nhật Bản này, thuốc tiêu chảy Serogan, các anh chị đi nước ngoài, đi ngoài ra nước bắn pháo bông các kiểu nè, đó. Đó tiêu chảy nặng luôn nha, đó ngồi xuống là làm cái bùm tiêu chảy nặng luôn. Đó, một hộp này 100 viên, uống 1-2 viên là nó cầm liền, nó cầm liền luôn nha quý vị. Đó, mỗi gia đình chúng ta nên có 1-2 chai này để ở trong nhà. À, một chai này là 340. Đó, Serogan tiêu chảy của Nhật Bản 340 ngàn. Ơi, tiếp theo là gì? Tiếp theo sẽ là cái nano giải độc gan. Đây, siêu phẩm nano giải độc gan, cả nhà nhìn nè. Đó, mẫu mã bao bì này, đó, nó đẹp không? Nano giải độc gan. Đó, thì nano giải độc gan là gì? Khi các anh chị mình bị những cái bệnh về gan cũng như là chức năng gan nó suy giảm, nó không có thải độc được. Tại vì cái gan mình nó như một cái nhà máy vậy đó, nó không có thải độc ra được, thì đây cái viên uống này nó hỗ trợ thải độc nha quý vị. Đó, dùng từ 4 đến 6 viên này một ngày thì mình đi tiểu ra, cái nước tiểu mình nó dằn khè như trà đá vậy đó, rồi nó hôi. Nước tiểu mình nó hôi kinh khủng nha. Đó, dùng từ 2 đến 3 hộp này nước tiểu mình nó hết hôi luôn và chức năng gan mình nó trở lại bình thường như người khỏe mạnh nha quý vị. Đó, cái này thì ai mà ăn nhậu rượu bia nhiều thì cũng nên dùng nè, hoặc là người nào mà gọi là bị những cái bệnh về gan hoặc là chức năng gan nó suy giảm, hoặc là mình uống mình thanh lọc cơ thể mình vẫn uống được nha. Đó, 330 viên 3,5 triệu nano giải độc gan 3,5 triệu luôn, 330 viên. Rồi, tiếp theo là gì? Đó, cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên nha. 30 tuổi đổ lên phụ nữ nha, BD không dùng được nha, phụ nữ 30 tuổi trở lên. Đó, cái này là nội tiết tố. À, khi mà các chị cảm thấy mà con người mình nó khó ở là gì? Nó khó ở là mình thấy bực bội trong người, nóng trong người, nổi mụn, đó, rồi kinh nguyệt không đều, rối loạn nội tiết tố, da dẻ nó sần sì, nó nóng nảy, cáu gắt, khó chịu. À, thì đây, khi các chị sử dụng cái này thì nó sẽ làm cho các anh chị là mát gan, thải độc, đó, da dẻ hồng hào, con người mình nó thoải mái, nó không có bị cáu gắt bực bội, đó, điều hòa kinh nguyệt, cân bằng nội tiết tố các kiểu, và nó giữ mãi tuổi thanh xuân cho các anh chị. À, đó, cái này thì 1,150,000 nha. Đó, 1,150,000 nội tiết tố. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái giảm mỡ Onaka. À, các anh chị nào muốn giảm cân, giảm ký mà giảm khó đó nghe, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó xuống ký, mà đặc biệt cái này nó xuống ký á, nó không có xuống cái ào, và đặc biệt là nó làm như mấy cái loại sản phẩm giảm cân kia là nó gây nguy hại cho cơ thể, nó đừ người, nó giật con người mình, nó giật tả tơi rồi, không có, cái này nó giảm cân an toàn, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nha. Đó, thì cái viên uống giảm mỡ Onaka này á, nó sẽ làm tan mỡ những cái vùng kín, à, những cái vùng mà mỡ cứng, mỡ lâu năm á, ví dụ như là bụng dưới nè, đó, bụng dưới nè, rồi mông, đùi, eo nè, đó, những phụ nữ sau sinh, hoặc là các anh chị mà ngồi văn phòng nhiều đó, mỡ nhiều, hoặc ăn nhậu rượu bia thì mỡ cứng đó quý vị, mỡ lâu năm á, đó, thì cái này, cái viên uống này nó làm tan ra, nó tan cái mỡ, nó nhão cái chỗ cái thịt đó ra, nhão ra, bắt đầu mình kết hợp với lại mình thể dục, mình đi thể dục, hoặc là mình ăn uống cái điều độ, cái chế độ dinh dưỡng phù hợp,
hợp. Thì một liệu trình 4 hộp như thế này nó xuống được 6 đến 8 kg nha. 4 hộp như thế này nè, xuống được 6 đến 8 kg. Thì một hộp này nó có 60 viên ở trong này. Ở trong này nó có 60 viên. À, mỗi ngày mình uống 4 viên, ngày uống 4 viên, uống lần 2 viên vậy đó, uống sau khi ăn. Đó thì 60 viên mà uống ngày 4 viên thì cái hộp này uống được 15 ngày ha. Hộp này uống 15 ngày thì một liệu trình 4 hộp sẽ uống được 2 tháng ha. Một liệu trình 4 hộp sẽ uống được 2 tháng. Rồi, một liệu trình 4 hộp Onaka này em bán 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 một liệu trình 4 hộp này. Rồi, giảm mỡ Onaka 2 triệu 6 một liệu trình 4 hộp. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm gọi là cái gì ở đâu mất tiêu rồi. Đây. Đây. Tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm gọi là cái viên uống trị tóc bạc đây. À, viên uống trị tóc bạc, bà con thấy không? Đó, các cô chú anh chị nào mà tóc bạc sớm, tóc bạc sớm nha, mới có hai mấy, ba mấy, bốn mấy hoặc năm mấy mà tóc nó bạc rồi là do máu mình nó bị xấu á. Đó, thì cái này là nó 100% tinh chất là từ mè đen nha, của Nhật Bản nha. Đó, mà mình uống cái này á, thì nó rất là hiệu quả, nhưng mà nó phải từ từ nha. Đó, các anh chị sử dụng cái này là sử dụng kiên trì và uống đều nha quý vị, uống đều. Đó, chứ không có lẹ được, không có nôn được. Đó, muốn nôn, muốn nhanh thì mua thuốc nhộm gì nhộm lả lẹ nhất. Đó, còn cái này á, đây một gói này 60 viên, gói này 60 viên thì uống được 1 tháng, ngày uống 2 viên nha. Đây là liệu trình 1 tháng nè, 2 tháng nè, 3 tháng nè, ha. Liệu trình 3 gói này là 3 tháng. Thì khi các anh chị uống đều, uống đủ nha, kiên trì uống hết 3 tháng thì bắt đầu từ tháng thứ 3, tóc nó sẽ đen, nó đen từ trong chân tóc nó đen ra nha quý vị. Có người là một liệu trình nó đen rồi, cũng có người tới 2 liệu trình nó mới đen. Đó, cho nên các anh chị theo cái này là phải theo cho tới nha. Đó, tóc nó đen rồi thì nó sẽ đen hoài luôn, nó không có bạc lại nha quý vị. Cực kỳ hiệu quả. Rồi, một liệu trình 3 gói 3 tháng này là em bán 2 triệu tư nha. 2 triệu tư là 3 gói viên uống trị tóc bạc. Rồi, tiếp theo là cái gì nữa? Đó, tiếp theo là em xin giới thiệu cái linh chi đỏ đây. Linh chi đỏ cái này là gì? Linh chi là biết rồi ha, cái này là thuốc bổ toàn diện dành cho những người nào mà suy nhược cơ thể hoặc là mới bệnh dậy, mới ốm dậy, mới đau dậy, hoặc là cái mùa dịch vừa rồi các anh chị nào bị dương tính đó, bị nhiễm rồi đó, đó thì cơ thể nó suy nhược, thì đây cái linh chi đỏ này nó làm tăng cường sinh lý, tăng cường cơ bắp nè, đó nó tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho cơ thể mình, ăn bao nhiêu nó hấp thu bao nhiêu nè, đó ăn được ngủ được nè, ăn ngon ngủ sâu nè, ăn được ngủ được là tiên, mà ăn không được ngủ không được chỉ có nước khiêng ra gò đó. Rồi, ăn được ngủ được nha. Rồi, cái này là 3,5 triệu luôn nha, 300 viên linh chi đỏ 3,5 triệu. Đó, nó bồi bổ cơ thể nha quý vị, 3,5 triệu. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm nữa là một cái sản phẩm miếng dán thải độc. Đây, miếng dán lòng bàn chân. À, khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi là trong người chúng ta nó có độc tố, thì trước khi đi ngủ mình ngâm hai cái bàn giò mình nè. Mình ngâm hai cái bàn giò mình trong nước ấm á, đó, mình ngâm khoảng 10 phút đi. Đó, mình lau khô cái lòng bàn chân, bắt đầu mình lấy hai cái miếng thuốc ra. Thì trong gói này nó có 36 miếng nha, 36 miếng dán, nó có tẩm dược liệu màu vàng ở trong đó, nó có tẩm dược liệu. Thì 36 miếng mình lấy 2 miếng ra, mình úp vô cái lòng bàn chân nè, sau đó mình băng hai cái băng màu trắng lên, thấy không? Băng hai cái băng màu trắng lên. Đó, mình muốn chắc ăn nữa thì mình mang cái đôi giớ vô nữa. Trời ơi, mình ngủ để nó đừng có tụt ra. Đó, mình ngủ tới sáng mình lột ra thì hai cái miếng dán nó đen thui luôn. Đó, nó hút độc tố đó quý vị. Thì khi mà buổi sáng mình mở ra rồi, mình bước xuống giường cái là mình nghe con người mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái ha. Người mình nó nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần mình nó phấn khởi liền. Đó, cái này là rất hiệu quả luôn. Cái miếng dán thải độc lòng bằng chân nè. Rồi, cái này là 36 miếng em bán 950 ngàn. 950 ngàn nha. Rồi, 950 ngàn, 36 miếng. Rồi, tiếp theo là cái Fukudan. Cái Fukudan này là dành cho các anh chị cô chú mà gia đình mình có người bị ung thư nha. Ung thư đang trong quá trình điều trị, xạ trị, quá trị được các kiểu. Thì cái Fukudan là gì? Fukudan là một cái loại mà thực phẩm chức năng. À, cái này thì nó đặc trị dành cho các anh chị mình là ung thư. Đó, thì nó sẽ giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư, cũng như là nó cắt đứt cái mạch máu xung quanh cái tế bào ung thư đó. Nó không cho cái chất dinh dưỡng vào nuôi cái tế bào ung thư đó, nó hạn chế khả năng di căn của những cái tế bào đó nha. Nó gom cái tế bào ung thư lại và nó tăng khả năng phục hồi cho cơ thể mình. Đó, cái này thì nó rất là hiệu quả luôn. Cái này em bán 3,5 triệu nha, Fukudan của Nhật Bản. Rồi, phòng ngừa và điều trị ung thư. Đó, các anh chị uống phòng ngừa và uống điều trị đều được hết. Rồi, tiếp theo là em xin bán cái gút nè. Đó, cái trị gút. Đó, cái trị gút nha.
đã bị gút rồi, cũng như là có nguy cơ bị gút ăn nhậu rượu bia nhiều đó, thì cái này nó giúp là cân bằng cái nồng độ uric cũng như giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. Các anh chị nào bị gút đó thì đây, một hộp này là 120 viên, uống được 40 ngày nha, uống được 40 ngày cái trị gút nè, đó cực kỳ hiệu quả, là 1.950.000, 1.950.000 cái viên uống trị gút này nha, đó 1.950.000 120 viên. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu tiếp là cái sản phẩm viên uống nhau thay ngựa collagen RC. Đó, cái này thì các cô chú anh chị nào mà gọi là các bạn anh chị là muốn đẹp da đó, các chị em phụ nữ thì uống càng tốt. Đó, thì nó cũng làm là bổ sung collagen, nó cân bằng kinh nguyệt rồi các kiểu, rồi nó làm nội tiết tố, rồi nó làm cho da dễ hồng hào các kiểu, và đặc biệt là cái nhau thay ngựa. Cái tinh chất nhau thay ngựa thì nó có là nó có cái tác dụng là nó sản sinh ra máu, quý vị, máu hồng cầu đó, nó làm da dẻ mình lúc nào cũng hồng nha. Đó thì cái viên uống collagen RC nè, cái này là 180 viên, em bán 1.850.000 đó, 1.850.000 đó. Còn rất nhiều ví dụ viên uống tăng chiều cao cho trẻ từ 7 tuổi trở lên nè, tăng chiều cao nè là 950.000 một hộp nè. Đó còn nhiều lắm, rất là nhiều cái sản phẩm ở trong cái Zalo này, ví dụ như là sụn cá mập đó, sụn cá mập là 3.750.000 nha, 3.750.000 đó, sụn cá mập. À, cái này là các anh chị mình thoái hóa cột sống nè, thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, xương khớp nè, đó thần kinh tọa rồi nè, đó là cái sụn cá mập này cực kỳ hiệu quả đó, 3.750.000 nó nằm ở trong cái này Zalo này đó. Hoặc là những cái viên uống dạ dày cô qua, dạ dày bao tử, những cái người mà bị trào ngược dạ dày ở nóng ở chua đầy hơi ăn không tiêu các kiểu, 750.000 một hộp đó. Hoặc là những cái bộ dao làm bếp nha, những bộ dao làm bếp rất đã luôn, bằng thép nhiệt luôn đó, cắt tỉa gọt rồi các kiểu, sắc thịt sắc lá cây nó bén đã lắm đó ha, là 4 con đó có 1.050.000, 4 con dao 1.050.000 đó. Còn vé ri nhiều nữa đó, ví dụ như là cái này chưa giới thiệu nữa đó, cái này là gì, natto kinase 10.000 FU, đây 10.000 FU, cái này là gì, đặc trị đó, uống phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha, tai biến và đột quỵ là cái này đó, cái hộp bà con thấy nhìn đã không đó, 300 viên luôn nha, 3.850.000, 3.850.000 phòng ngừa điều trị và đột quỵ và tai biến đó, đột quỵ và tai biến đây, natto kinase 10.000 FU đó, còn nhiều lắm, quá trời sản phẩm ở trong này nè đó, các anh chị có Zalo thì mình vô mình tham khảo nha. À, mình vô mình tham khảo, mình mua được gì mình mua. Rồi các anh chị ở nước ngoài thì mình liên hệ với Zalo hoặc là cái Viber số này luôn. Đó, Sơn Sàm nhận ship hàng đi quốc tế luôn nha quý vị. Đó, còn cả các cô chú anh chị dưới quê, những người lớn tuổi mà không có dùng Zalo á, không dùng Zalo, dùng mà điện thoại cục gạch, điện thoại cù bắp á, thì điện thoại trực tiếp cái số này. Nó điện cái số này là gặp Sơn Sàm. À, gặp Sơn Sàm, ví dụ muốn đặt cái hàng nào thì chỉ cần cho cái số điện thoại với cái địa chỉ thôi, rồi Sơn Sàm ship tới nhà luôn, ship tới tận nhà, nhận hàng xong rồi thanh toán cho shipper nha. Đó, rất là đơn giản, ở nước nào, ở tỉnh nào cũng được giao hết. Rồi các anh chị nào phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, cứ điện thoại trả lại cho em đó, em hoàn tiền gấp 10. Đây là kênh YouTube của em, hàng của em, hàng của gia đình em ha, cho nên em không bao giờ em bán đồ tầm bậy, cả nhà yên tâm, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị sức khỏe vượt qua mùa dịch. Bye bye, see you again.